Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Theo đó, bộ này đề xuất 8 vi phạm của nhân viên hàng không sẽ bị đình chỉ ngay công việc, gồm vi phạm các quy định, nội quy gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự, tự ý bỏ vị trí làm việc, uống rượu bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ, trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân, lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa, sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định, đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc. Chế độ tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ những người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm thực hiện đúng quy định, thủ tục thực hiện kỷ luật lao động đặc thù phù hợp với tổ chức, hoạt động của đơn vị. Theo đó, đơn vị này phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi nhân viên vi phạm quy định, thông báo cho cảng vụ hàng không trong trường hợp vi phạm xảy ra tại cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không.